Video chỉ mang tính chất vui vẻ, giúp chúng ta giải tỏa căng thẳng trong những thời gian rảnh rỗi, không cổ vũ cho bất cứ hành vi tiêu cực nào đi ngược thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Ok, và hello, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Mình là Mr. Vy đây mọi người. Và hôm trước thì các bạn đã xem một cái video ở trên kênh của mình. Nếu bạn nào chưa xem thì lên kênh chính nha, bởi vì mình có quay một cái video để gọi là thông báo cho các bạn đang xem trên channel của Mr. Vy. Đấy là mình sẽ làm thêm một cái channel này, đấy là channel về Play Together. Thì mình có thông báo rồi và có đăng một cái video vì sao mình mặc cái bộ đồ con ong này rồi, nên những bạn nào mà chưa xem thì nhớ xem lại video đấy nha. Thì sau khi mà có bộ đồ con ong thì ngày hôm nay chúng ta sẽ làm một cái thử thách, đó chính là thử thách sống trong cái thùng xốp. Vâng, đây là thùng xốp. Ai bảo đây không phải thùng xốp là tôi chịu luôn ạ. Đây chính xác là một cái thùng xốp. Tôi không nghĩ là có ngày tôi phải sống trong thùng xốp thật. Nhưng mà hôm sau, hôm nay thì chúng ta sẽ làm một cái video sống trong thùng xốp này. Và thực ra gọi là thùng xốp chứ thực ra nó là biểu tượng của cái căn nhà ban đầu của mình. Thì nó bé xíu à, nó có từng này thôi. Nó chỉ đơn giản là một cái nhà bé tẹo tẹo này với đúng một cái giường con ong mà hôm nọ mình vừa mới quay ra được. Thì hôm nay nhiệm vụ của mình sẽ là gì ta, trang trí lại cái phòng này làm sao cho nó gọi là tử tế và đẹp đẽ một xíu. Thì đây cũng là lần đầu tiên mà mình trang trí cái phòng ở trong cái một cái thùng xốp trong Play Together. Lần đầu tiên mình trang trí, ok. Thì mình cũng chưa biết cách trang trí làm sao để cho nó đẹp hết cỡ. Bởi vì mình cũng không biết như thế nào đẹp nữa. Thì đại loại nó là như vậy đấy. Thì ok, thôi không nói nhàng nhàng nữa. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra xem là sau vài hôm chơi game, đây anh có không? Đây, trước khi mình chơi mình sẽ cho bạn nhìn. Hiện tại mình đã xóa rất nhiều thư rồi, vẫn có đến tận mấy trăm cái thư mình chưa các bạn. Không phải là mình không đọc thư của các bạn đâu, mà là bây giờ đến tận cứ mỗi một lúc là mấy trăm cái thư gửi đến. Nếu mà đọc hết thì trời ơi, một ngày mình không thể học hết nổi. Mình rất là ước mình có thư đủ thời gian để ngồi đọc hết tất cả cái tâm sự của các bạn. Bởi vì nhiều khi mình này, mình ấn, ví dụ mình nhấn này, mình vẫn hay đọc thư của các bạn lắm, nhưng mà các bạn là không thể nào mà gọi là phản hồi được hết, nên là các bạn thông cảm nha. Và có rất là nhiều bạn nhắn tin cho mình bảo anh ơi kia bạn, nhưng mà các bạn biết không, có một cái này mình phải giải thích trên video nha, không các bạn lại bảo mình chảnh không kết bạn này nọ. Đó không phải đâu các bạn ơi, mà là vấn đề ở đây nè, là bọn mình á, mỗi lần mà mình lên video hoặc là mình đăng ký chơi Play Together á, thì các bạn nhìn là bọn mình sẽ có rất là nhiều những cái người mà họ là phát tên bọn mình ở ngay quảng trường ấy. Các bạn có thể nhìn thấy cái bảng ở quảng trường nó ghi nào là Simmy cái gì, Simmy OVO, phát luôn cả cái tên mà bọn mình mới đặt nữa các bạn ạ. Tức là họ sẵn sàng đổi tên giống bọn mình để fake, nên là có rất là nhiều người fake. Nên là cái cách duy nhất để các bạn khán giả có thể nhận ra bọn mình á, đấy là cái việc kiểm tra xem bọn mình có kết bạn với nhau không. Thì như hiện tại là như mình này là có kết bạn cả Siro Kamui, tức là mình kết bạn với cả full hero team luôn. Như nó sẽ kiểu như thế này, nên các bạn chỉ cần tìm được một người thôi, các bạn có thể sẽ tìm được những người còn lại rất là dễ dàng. Và mình nghĩ là qua thời gian thì các bạn sẽ hiểu được đâu là tài khoản thật, nên là mình không dám kết bạn với nhiều người để có thể giữ được cái list bạn nó sạch sẽ nhất, để cho các bạn không bị nhầm lẫn. Nên là các bạn thông cảm giùm mình khi mình không thể kết bạn được hết nha. Sorry, tôi muốn kết bạn với tất cả các bạn rất nhiều, nên là đừng có giận tôi nha. Ok, rồi bây giờ thì hôm nay tôi sẽ kiểm tra xem là cái đồ của mình thì có cái vẹo gì. Đây đồ của mình có cái vẹo gì nha. Đây, sau một hồi chơi game á, thì một ngày thôi, đúng một buổi chiều, tôi được các bạn ném 434 cái bình cây vào mặt tôi. What? Oh my god, bây giờ tôi không biết làm sao để tôi xài hết được cái đống cây này, nhưng mà thôi không sao, đấy là tấm lòng của các bạn. Thì ok, làm sao mình vẫn hạnh phúc với điều đấy, mặc dù mình biết là nếu mà trồng hết số cây này thì nhà mình sẽ thành cái rừng Amazon. Nhà mình sẽ thành cái rừng Amazon mất. Ok, hôm nay thì mình đã có, hôm trước thì mình có quay cái video từ giàu đến nghèo, và mình đã gọi là có một lượng đồ nhất định ở trong căn nhà của mình rồi. Thì nhiệm vụ của mình ngày hôm nay sẽ là trang trí cái nhà này lại làm sao trông cho nó đẹp đẽ hơn và trông nó VIP Pro Max hơn, đúng không các bạn? Sẽ trông cho nó VIP Pro hơn nha. Bây giờ mình sẽ gọi là mua một chút đồ trong cửa hàng nội thất để trang trí nhá. Đầu tiên thì mình sẽ phải tính đến chuyện là cái tường. Đấy, đầu tiên là chúng ta phải sơn tường MTP. Đấy, mình sẽ phải sơn cái tường của mình là một cái màu nào đó để cho khiến cho cái căn nhà của mình nó nổi lên ta. Nếu mà mình sơn màu vàng thì cũng không được, bởi vì màu vàng nó sẽ khiến cho cái căn nhà mình đồ đạc nó càng vàng hơn. Nên mình sẽ chọn một cái màu sơn khác đi. Mình sẽ chọn một màu sơn khác, nhưng mà mình hiện tại chỉ có 10.000 đồng thôi. Tôi không biết là tôi trang trí kiểu gì cho nó vừa đây ta. Ok, có cái phòng hình kẹo này. Ê, có cái phòng hình tượng. Đây. Đây, chính nó 7.500. Tôi xin lỗi các bạn bởi vì là cái giá tiền này nó hơi to với tôi các bạn. Nhưng mà tôi lỡ làm biết bởi vì không mua thì người ta lại cười cho các bạn. Ok thôi, chấp nhận mua rồi. Đổi cái tường này thành cái tường tổ ong luôn này. Rồi tiếp theo nữa là cái mặt sàn. Cái mặt sàn thì từ mình xem có cái sàn tổ ong không ta. Xem có cái sàn tổ ong không nhỉ. Từ kéo xuống. Biết đâu dưới lại à, Mới nói xong hừa thể. Mới nói tức khỉ luôn á. Ok thôi, 34 kim cương lận á. 34 kim cương của tôi lận á mọi người. Alo, mọi người có nghe thấy gì không? Có nghe thấy con tim của tôi nó đang than khóc không? Ok, vậy bây giờ tôi sẽ gọi là ấn vào cái kho lưu trữ nhá. Tôi sẽ trang trí, đầu tiên là trang trí cái tường này.
Xong tiếp theo tôi trang trí cái sàn nhà. Ôi, cái sàn nhà của tôi nó thành chính xác là thành cái tổ ong rồi các bạn ơi. Nó chính xác là thành một cái tổ ong rồi các bạn ơi. Oh my god. Nó thành đúng một cái tổ ong luôn hết trời. Nope. Và nó vàng khè và khét luôn các bạn ơi. Trời ơi cái sàn này. Chắc tôi chết mất nếu mà tôi trang trí này thì mọi người sẽ không nhìn thấy gì ngoài một cái màu vàng mất. Ok. Có lẽ tôi nghĩ là tôi nên đổi lại cái sàn đi nhỉ. Tôi nghĩ là tôi nên đổi lại cái sàn một xíu bởi vì nếu không thì các bạn sẽ không nhìn thấy đồ của tôi. Ok, mình sẽ tạm thời mình gỡ cái sàn đấy nhá. Đâu từ từ cái sàn đâu ở đây. Mình sẽ bỏ cái sàn này ra. Ok, mình sẽ xài sàn bình thường đi. Rồi ok. Rồi, cái sàn bình thường thì nó hơi củi. Ok, thì bây giờ mình sẽ mua cái sàn khác đấy để cho các bạn thấy cái sàn của mình nó đẹp đẽ hơn. Không các bạn bảo ít trời ơi. YouTuber làm content video clip tiếc tiền không dám đầu tư. Quý bắp. Ok thế thì thôi, mình sợ các bạn nói như vậy thì mình lại phải chiến thôi. Đây mình sẽ xài cái sàn, một cái sàn mà 1.200 đồng này. Từ từ mình sẽ phải mua một cách lựa chọn hơn bởi vì nếu không thì mình sẽ hết tiền mất bởi vì tôi rất là nghèo. Nope. Tôi nhấn mạnh với các bạn là tôi rất nghèo. Ok. Tôi nghèo lắm luôn á, tôi nghèo mà đến mức mà nhà tôi còn đúng cái nịt. Ok, tôi sẽ cố gắng mua một cái sàn nào đấy mà nó vừa tầm giá thôi. Ok, mấy cái sàn này thì đẹp quá. Mấy cái sàn này rất là đẹp luôn á, nhưng mà mỗi tội là hơi mắc mà không dám mua. Đấy, nói nhanh cho nó vuông thì là như thế. Đây, mình sẽ mua một cái sàn nào màu xanh lá cây được không nhỉ? Màu xanh lá cây, màu này đi. Tôi nghĩ là để cái sàn màu này nó sẽ nổi cái đồ vật màu vàng mà nó sẽ quy tắc nó tương phản với màu gì ta? Theo quy tắc thì nó sẽ là tương phản với màu hồng đấy. Tôi thử tìm xem có cái sàn nào màu hồng không. Sàn này đâu? Sàn này trông nó hơi kinh dị quá. Sàn này thì lại hơi hồng quá. Sàn này thì cũng khá là ok nhưng mà nó lại gạch men kiểu hiện đại quá. Ok, thì tôi nghĩ là tôi mua cái sàn này đi. Đấy, mua cái sàn này. Rồi, ok, 14 kim cương. Nháy phát là video là mất 50 kim cương rồi các bạn. Liệng phát là mất 50 kim cương, đúng không? Còn đúng cái nịt luôn các bạn. Rồi ok, tiếp theo nữa thì hình như là có cái trần đúng không? Trang trí cái trần nhà không ta? Không biết là có trang trí cái trần đúng không anh ạ? Không có anh ạ. Rồi ok. Rồi tiếp theo nữa thì tôi sẽ trang trí đến cái giường thì tôi để ở vị trí chính giữa rồi. Tiếp theo là tôi sẽ trang trí đến một cái tủ. Đây tôi sẽ trang trí cái tủ này tủ sách của tôi đúng không? Tôi sẽ thử quay em nào. Từ từ. Hình như là cái tủ này là nó là tủ để ngồi anh em ạ, nó tủ để một chỗ hay sao ấy. Cái này đáng nhẽ phải dí nó vào tường thì nó mới đứng dậy. Alo. Phải dí nó vào tường thì nó mới đứng dậy, không là nó sẽ nằm như này. Vãi chuối thật. Ok. Vậy thì tôi sẽ đặt nó lên đây, tôi sẽ cho gần màn hình một tí không các bạn nhìn muốn lòi mắt. Ok. Tôi sẽ để cho nó ở vị trí này đi. Đây, trang trí ở vị trí này. Đây, từ từ. Vị trí nào ta? Mình sẽ để nó ở vị trí bên hông này đi. Rồi ok. Để ở đây một cái này. Rồi ok. Đặt ở đây. Rồi tiếp theo nữa tôi sẽ đặt thêm một cái nữa nhá. Tôi sẽ đặt thêm một cái tủ nữa, tôi có đến 5 cái tủ các anh em ạ. 5 cái tủ là tôi sẽ xếp nó lại thành một cái như kiểu một cái mảng liên kết tổ ong nhá. Ok. Mình sẽ xếp nó lại này, từ từ. Đây, bê nó ra ngoài này. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ khéo léo mình xếp nó lại làm sao để cho nó kiểu các cái mấu này của nó được liên kết lại với nhau anh em ạ. Làm sao để nó liên kết lại với nhau ta? Ai mà biết được. Mấy cái này thì nó đang bị hơi bị ngã cây một tí, nó hơi bị tách nhau. Đáng nhẽ là nó phải có thêm một cái miếng nữa bên kia thì nó mới liên kết lại được các bạn ơi. Ok, vậy thì tôi sẽ đặt nó ở bên phía bên này đi. Bạn ở phía bên này một cái. Ok, như thế này. Rồi, ok. Rồi tiếp theo nữa là mình sẽ trang trí thêm một cái bàn ở giữa, cái bàn để ngồi nói chuyện với nhau nên mình sẽ để một cái bàn ở giữa này. Mình sẽ để ra thêm mấy cái ghế. Đây mấy cái ghế tổ ong mình sẽ để xung quanh như này để cho các bạn ý bạn nào đến nhà mình chơi nhá là có thể ngồi trên cái ghế này luôn nhá. Nhà tôi là có ghế tổ ong nha các bạn. Đó, các bạn nhà các bạn có thấy tổ ong không? Nếu bạn nào có thì comment dưới tôi biết nhá. Đấy, ok. Chào mừng các bạn đến với shopero.vn, cửa hàng đồ chơi chính hãng và duy nhất của Hero Team. Ở đây có rất nhiều đồ chơi Minecraft, Mini World, Roblox và nhiều đồ cute khác. Dịch vụ giao hàng tận nhà toàn quốc cùng với những sản phẩm chất lượng cao lại còn được tặng kèm nhiều quà khuyến mãi đang chờ đón các bạn. Còn chờ gì nữa mà không truy cập ngay shopero.vn để mang cả thế giới về nhà đi các bạn ơi. Hai ghế tiếp theo mình có đến 5 cái ghế lận. À đâu, 5 cộng với cả 2 là tôi có đến 7 ghế lận ba. Ui nhiều ghế vãi chuối luôn á. 7 ghế lận. Ok, như thế này. Rồi, được chưa? Hơi xa xíu cho gần lại xíu. Ok. Cái ghế này hơi xa xíu cho gần lại xíu. Rồi ok. Rồi, đấy, đẹp luôn. Đấy, tôi xem tôi còn mấy ghế, tôi còn 3 ghế nữa thì không đủ để trang trí ba góc chéo nên thôi tôi không đến trang trí bên kia nữa. Đấy, ok. Tiếp theo tôi có một cái miếng bọt biển. Cái miếng này thì chắc là tôi sẽ để ở phía góc phòng như này đi, bởi vì nó cũng vô nghĩa thôi, nó không có giá trị gì lắm. Tiếp theo là tôi có một cái tổ ong. Cái tổ ong này để vị trí ở đâu ta? Cái tổ ong này thì thực ra là nếu như bình thường là tôi để trên bàn này thì là ok hơn này. Ok, tôi để trên bàn này nó trang trí như này nhá. Rồi. Và tôi sẽ mua thêm một cái. Ở đây tôi có một cái bình lọc nước. Bình lọc nước này như là cái đồ có sẵn ấy. Đây tôi sẽ để nó ở góc phòng như này đi. Đây tôi sẽ để ở đây. Đấy, ai đến nhà tôi là có bình lọc nước luôn này. Rồi, tiếp theo nữa là tôi có thêm một cái tôi có cái thảm này bạn ơi. Tôi có cái thảm này. Cái thảm này thì tôi nghĩ là tôi sẽ để ở phía bên tôi sẽ thử xoay mà. Tôi sẽ để bên phía ngoài cửa này đi vào đi, coi như là một cái thảm lót chân khi mà các bạn đi vào nhà tôi ấy, nó sẽ có một cái thảm rồi. Ok. Rồi tiếp theo nữa là tôi sẽ để một cái đặt thêm một cái thảm nữa nhá. Đặt thêm một cái thảm nữa này. Xoay rồi ok, đây đặt ở đây. Đấy ok, rồi.
Vậy là chúng ta có hai cái thảm. Đấy, đi vào trông giống như kiểu cung điện ấy mà. Trông như kiểu cung điện mà. Trông cũng VIP pro lắm chứ bộ. Có lẽ là tôi sẽ trải luôn cái thảm này đi vào tận giữa phòng đi nhỉ. Xong tôi cho cái bàn của tôi sang bên phía bên này thì lại hợp lý luôn này. Đây, tôi sẽ cho cái bàn của tôi sang phía này nhá. Ở đây, ngồi bên này đây. Đấy, cho chính giữa này luôn này. Rồi, ok. Tiếp theo là tôi sẽ đặt cái ghế sang phía bên này. Đấy, ngồi bên này đi. Đấy, ai muốn đến nhà tôi chơi thì ngồi làm ơn vui lòng ngồi qua bên này nhá. Rồi, ok, tiếp theo nữa là một cái ghế nữa chuyển sang bên này. Đấy, vừa luôn. Đây, rồi một cái ghế nữa chuyển sang bên này, vị trí bên này. Rồi, ok. Và một cái ghế nữa thì mình sẽ chuyển sang bên này. Rồi, đấy thì mình sẽ để tạm cái bàn gọi là bàn trà của mình ở phía bên này đi. Và mình sẽ tăng thêm cái thảm này để cho nó trải thẳng vào trong nhà mình nhá, xem nó VIP Pro đến cỡ nào các bạn ơi. Đây, nối vào đây tiếp này. Nối một cái thảm nữa. Trời ơi, nhiều thảm lắm, thiếu gì đâu, một cái thảm nữa. Một cái nữa. Trải thẳng vào trong nhà luôn. Đi một phát là vào tận giường luôn anh em. Rồi, VIP Pro. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo nữa là tôi sẽ trang trí thêm sẽ còn cái gì chúng ta. Nhà mình còn nhiều đồ lắm, còn nhiều đồ lắm. Tiếp theo nữa là tôi có một cái giường ngủ nhỏ và một cái ghế và một cái bàn nhỏ thì tôi nghĩ là tôi sẽ đặt một cái bàn nữa ở phía bên này để cho các bạn ấy vào trong nhà tôi thì có thể ngồi gọi là nhiều nhiều bàn, bởi vì tôi nghĩ là phòng này sẽ có nhiều khách, bởi vì riêng Hero Team không đã là 8 người rồi. Đấy, phân tích nó phải hợp lý như thế, bạn hiểu không? Rồi, tiếp theo là đặt một cái ghế ở góc này. Do cái này tôi chỉ còn 3 cái ghế thôi nên tôi sẽ không thể nào đặt như kia được, nên tôi sẽ phải đặt theo kiểu gọi là hệ tam giác đều anh em, hệ tam giác đều như thế này. Đấy, đặt thêm một cái nữa ở đây nữa. Đấy. Vậy là đã có một cái bàn gọi là ba góc. Từ từ, cho sang bên này một tí. Ok, rồi rồi. Chuẩn chỉnh đẹp luôn này, cho sang bên này một tí nữa. Rồi. Được chưa? Sang bên này một tí. Rồi, ok luôn. Rồi, ok. Đấy là mình đã có hai cái bàn và có hai khu vực ngồi để tiếp khách rồi nhá. Tiếp theo nữa, mình có nên cho đến hai cái giường không ta? Mình chưa cho hai cái giường đi, mình sẽ di cái giường của mình sang bên này nhá. Di dịch giường sang bên này này. Sau cho thêm một cái giường nữa ở đây. Đấy, ok. Đấy là tôi có hai con ong nằm cạnh nhau, vãi chuối chưa? Hai con ong nằm cạnh nhau luôn. Đấy, như thế này. Đấy, hai cái giường nằm cạnh nhau khá là cân đối. Tiếp theo nữa là mình sẽ cho mấy cái bàn này thì bây giờ làm sao để trang trí thật ta? Mấy cái bàn này liệu có đặt chồng lên nhau được không nhỉ? Nếu mà đặt chồng lên nhau tôi sẽ sẵn sàng đặt chồng nó lên nhau thôi. Đây. Chồng lên nhau được không? Ô, chồng được các bạn. Chồng được lên nhau này. Chồng được nhưng mà nhìn nó hơi xấu anh em. Nhìn nó không được đẹp lắm, thôi cất đi. Cất đi cho đỡ quê. Rồi, tiếp theo nữa là mình sẽ ở đây có một cái tủ bằng cá. Cái này đẹp này. Cái này tôi sẽ để đây đi. Ok, tôi sẽ để cái cụ từ từ, xoay nó một phát. Xoay nó một cái đã. Đây, như thế này. Đây, tôi sẽ để cho nó phía bên áp tên bát bên tường bên này. Đấy, bên tay trái này đấy, bên này đang trống, tôi sẽ để nó đây. Từ từ. Để nó đây hợp lý không ta? Chắc cũng hợp lý đấy. Đây, để góc tường đi. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo nữa xem nào. Sẽ có đồ gì nào là móc hết ra để trang trí. Hôm nay là móc hết. Đó, tất cả có đồ gì là bỏ hết ra để trang trí. Xoay nó cái nào. Sang bên tường này đi. Đây, như thế này. Cho nó gắn vào đây. Thế thì chúng ta phải di chuyển cái bên này một chút. Đây, di chuyển này né ra một xíu. Rồi, xong rồi cho thêm một cái nữa ở phía bên trên là đẹp luôn này. Đấy, ok, như thế này. Rồi, ok, đấy đẹp chưa? Rồi, được luôn. Rồi, tiếp theo xem nào. Phải cả chuối, tôi có một quan tài nhưng mà cái này ở trong sự kiện là Halloween. Rồi, biết đến mấy cái cây này. Mấy cái cây này bây giờ dùng làm gì ta? Mấy cái cây này bây giờ tôi lại có rất nhiều cây. Tôi có rất nhiều cây luôn. Tôi nghĩ là tôi nên để cây này ở phía bên trên cái này. Đấy, để bên trên bên trên cái bể cá một cái này. Xong rồi để bên trên một cái nữa này. Đấy, ok, thêm một cái nữa đi. Ba cái. Đấy, rồi. Ok. Một cái nữa. Ok, vậy là tôi đã trang trí gọi là tương đối bên xong cái ngôi nhà gọi là của tôi rồi. Bây giờ tôi sẽ vào trong phần làm nội thất xem là tôi có sơ múi được cái gì không, mua bán được cái gì đó ông nào. Từ từ tôi sẽ tìm chủ đề là ong mật xem nào. Xem chủ đề ong mật xem có cái gì không ta. Trong này thì nó chưa có những cái đồ màu mà tôi cần thiết anh em ạ. Chưa có đồ mà tôi cần, tôi đang muốn tìm. Ở bên này thì tôi nghĩ là tôi sẽ nên mua đồ của pet. Bởi vì là sắp tới là tôi đang muốn nuôi pet nên là tôi sẽ mua một cái thảm đi. Đây, ở trong này thì có rất là nhiều thảm. Và tôi nghĩ là tôi sẽ đầu tư vào cái thảm nhiều màu này được không ta. Thảm này tận 3.000 lận anh em ơi. 3.000 lận. Oh my god, thảm này 3.000 lận, thảm này chỉ có 1.000 thôi. Ok, tôi sẽ mua thảm này cho rẻ nhá. Nhà hết tiền rồi, thông cảm. Mày nghèo bằng tao không? Hết sạch tiền rồi luôn á, nhà còn đúng cái nịt luôn á anh em. Nhà còn đúng cái nịt thôi, không còn cái gì đâu. Ok. Rồi bây giờ sẽ đặt cái thảm pet ra đây để tôi bắt đầu thử nuôi con pet của tôi nhá. Sẽ đặt cái thảm pet ra phía nào ta? Đây, đặt ở phía bên góc phía bên bên nào còn trống nhất nhà mình sẽ để cái thảm pet ở đấy. Bên nào đang trống nhất ta? Phía bên này thì đang có hai cái tủ rồi. Nope. Ok, tôi sẽ đặt ở phía đây đi. Tôi sẽ đặt ở đây. Ok, cho nó ngồi đây nhá. Cho nó ngồi ở chỗ này. Rồi ok. Rồi ok, vậy là tôi đã trang trí xong cái nhà của tôi rồi. Và bây giờ tôi sẽ đặt một cái trứng pet ở đây. Hy vọng là nó sẽ nở. Ok, bạn không thể thả thú cưng khi đang sử dụng. Đây, tôi sẽ bỏ thú cưng ra đây nhá. Bỏ thú cưng cho nó nghỉ ngơi. Ok, nghỉ. Rồi. Vào đây game. Vào. Rồi ok, tôi đã đặt trứng cao cấp vào đây rồi. Bây giờ nó sẽ yêu cầu tôi phải làm gì ấy? Yêu thương nó à? Xin chào, tôi là cửa hàng thú cưng. Ủa, cái bà này để làm gì ta? Tôi kéo cái cam của tôi lên trên này. Bà này hình như là bà hướng dẫn về thú cưng anh em ạ. Yêu cầu là phải có 200 đô để cho uống sữa này. Xong rồi sẽ phải làm nhiều thứ khác. Hãy sử dụng vật phẩm này để nuôi thú cưng lớn. Ok. Rồi.
Cái này tôi được tặng này, cái này tôi được tặng này. Và bây giờ chúng ta sẽ chỉ cần, chúng ta cần cho uống sữa là trong vòng 2 giờ mấy chục phút anh em. Chăm thú cưng, ok, tôi cho nó uống sữa này. Giảm 30 phút, ok, miễn phí luôn, đã giảm 30 phút rồi. Là xong, rồi ok. Tiếp theo là nó đang lớn rồi anh em ơi. Tôi sẽ nuôi thêm một cái nữa này. Cho gọi là gì đây? Chăm thú cưng tiếp này. Ồ, cái này là bắt đầu chăm sóc tối đa. Cái này là hình như các hạng mục ấy các bạn ạ. Ồ, ok, đây, vẫn còn hạng mục nữa. Tôi sẽ sử dụng chính kim cương để cho nó xong luôn nha. Đăn. Rồi ok, lớn lên một xíu nữa rồi này. Gần lớn rồi, chú cưng của tôi gần lớn rồi. Ôi, lớn chưa? Hả? Lớn chưa? Mở ra con chó mất sẹo, what the hell man. Sao tôi lại đẻ ra con chó mất sẹo nhỉ? Cái gì cái ấy? Kỳ cục ghê luôn á. Từ từ để tôi lấy nó ra đã bạn ơi. Tôi xem nào. Hình như là con này nếu mà tôi nuôi nó lớn lên á, tôi nuôi nó lớn lên thì nó sẽ gọi là nó sẽ thay đổi một cái hình dạng khác, nếu mà tôi không nhầm thì là như thế, nếu mà tôi nuôi nó lớn lên. Ok. Rồi ok, bắt đầu chăm sóc, lại chăm sóc tiếp này trời. Ok, hình như là đây vẫn đang để nuôi nó lớn anh em ạ. Vẫn đang nuôi nó lớn, từ từ tôi vào phần kho xem nào. Thú cưng của tôi. Ồ, sao làm sao để lấy được con này ra ta? Làm sao để tôi có thể lấy nó ra để đi chơi được nhở? Vãi chuối thật. Không lấy ra để đi chơi được luôn anh em ạ. Ồ, xong nó ở đây luôn rồi. Chó nó sẽ ra mới chơi ra coi. Rồi xong nó ở đây luôn rồi các bạn ơi. Rồi ok. Thì bây giờ mình đã gọi là trang trí được kha khá rồi. Và căn phòng của mình cũng khá là đẹp và trông như kiểu một cái tổ ong anh bạn. Và mình mới nuôi được một con chó mặt sệ. Nhưng mà bây giờ tôi không biết lấy nó ra làm sao. Thì các bạn nếu mà biết cách lấy thì nhớ comment xuống dưới cho mình biết nha. Và ok, có lẽ video của mình đến hôm nay là kết thúc tại đây thôi. Thì đã, mình đã vừa show cho các bạn cái thử thách gọi là sống bên trong, gọi là một ngày để trang trí cái nhà tổ ong của mình rồi. Các bạn có thích cái style tổ ong này không? Nếu như các bạn thích thì nhớ để lại comment xuống dưới cho mình biết nha. Và nhớ để like nhá. Và nếu như bạn nào muốn mình xây nhà theo phong cách gì thì nhớ comment xuống dưới, mình sẽ chiều tới bến với các bạn luôn nha. Ok, có bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nha. Bye bye.